Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình đưa các bạn đi tham quan chợ hoa Tết ở khu vực Cổ Linh, Ion của thành phố Hà Nội. Mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một số cửa hàng tiêu biểu ở khu vực này. Hiện tại công tác chuẩn bị cho khách hàng mua sắm hoa Tết của các cửa hàng đã chuẩn bị xong. Và trước màn hình chúng ta đó là một chậu cúc mâm xôi. Ngày xưa thì những chậu cúc mâm xôi này được chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh ra. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì ngoài Bắc đã nhân giống mà trồng đại trà ở khu vực Văn Giang điện của phía Bắc. Ngay phía ngoài của gian hàng này có một cây hoa giấy đa màu sắc, vợ mình có hỏi cửa hàng trị giá của cây hoa giấy này là 23 triệu. Chúng ta đang đứng trước gian hàng của làng hoa cây cảnh Văn Giang. Chậu này bao nhiêu tiền anh? Anh ơi, chậu này bao nhiêu tiền ạ? 6 triệu ạ. Vâng, một chậu hoa, hoa hồng. Hoa hồng gì anh nhỉ? Kioletto. Chỉ giá 6 triệu. Vâng, một cuộc giao dịch thành công. Ngoài ra trong gian hàng này có rất nhiều những loại hoa hồng màu sắc khác nhau. Một cặp mẫu đơn hồng chiều cao mình áng chừng gỗ 1m1. Cặp bông trang này họ làm khá cân đối. Bao tiền một cây chị? Bao tiền một cây ạ? Cây hàng hồng này là 100 cây nhé. 150, còn màu đỏ ạ? Màu đỏ bao nhiêu ạ? Màu đỏ thì 120. Vâng, màu đỏ 120. Vâng, mọi người đang nhộn nhịp mua sắm, chuẩn bị không khí Tết. Khó lắm. Vâng, rất nhiều người tiêu dùng chọn cho mình những cây. Cái hoa cây đấy cái gì chú nhỉ? Cây sen đá. Cây sen đá, vâng. Hình thức. Vâng, 350 một chậu sen đá này. Vâng, rất nhiều. Rất nhiều các chủng loại khác nhau. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo. Tức là cô muốn trồng hoa ở dưới, không bao giờ là lấy riêng cây đấy đâu.